Vừa qua tại thị xã Mỹ Hào, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội tư vấn học nghề giới thiệu việc làm, 48 đơn vị tuyển dụng và trên 3.000 người lao động và học sinh tham gia sự kiện. Các đơn vị tổ chức tư vấn, giới thiệu các ngành nghề đào tạo, định hướng nghề nghiệp các nghề đang có nhu cầu tuyển dụng nguồn lao động, thông tin về xuất khẩu lao động và du học tại một số thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản. Người lao động được giới thiệu các việc làm đang thiếu nhân lực, đồng thời được tham gia phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp với các doanh nghiệp đơn vị tuyển dụng. Các doanh nghiệp cam kết tạo thuận lợi đáp ứng nhu cầu chính đáng về học nghề và việc làm của người lao động trên địa bàn. Thông qua ngày hội, giúp các em học sinh có định hướng nghề nghiệp ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Người lao động có cơ hội tìm được công việc thích hợp với trình độ khả năng của mình, góp phần thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, an sinh xã hội.